đồng chí Trần Quốc Trung, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bí thư thành ủy, nguyên trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ khóa 14 đã có buổi gặp mặt chúc xuân lãnh đạo và nhân dân các xã và huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh hậu Giang. Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung, nguyên bí thư thành ủy Cần Thơ vui mừng phấn khởi khi nghe thông tin từ lãnh đạo các xã Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Hòa Mỹ và thị trấn Búng tàu cho biết dù dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp nhưng các địa phương vẫn đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân, đồng thời nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp và kinh doanh. Đồng chí Trần Quốc Trung cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường nên năm nay không tổ chức chúc Tết bà con nhân dân các xã ở Hậu Giang như thông lệ hàng năm. Tuy nhiên, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ vẫn luôn quan tâm và nhớ ơn nhân dân Hậu Giang đã từng nuôi chứa đùm bọc cán bộ chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước thông qua lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Quốc Trung trao tặng 400 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo các xã của huyện Phụng Hiệp, tổng trị giá 200 triệu đồng và gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân các địa phương năm mới khỏe mạnh, bình an, tiếp tục cùng đảng bộ, chính quyền các cấp ra sức khôi phục lại sản xuất kinh doanh để đảm bảo đời sống an vui cho mọi người, mọi nhà.